Xin chào các bạn, hiện tại công nghệ MagSafe của Apple đang được rất nhiều người lựa chọn vì tính tiện lợi của nó và giúp cho cuộc sống của bạn thêm tiện nghi hơn. Nhưng vừa muốn bảo vệ chiếc iPhone của bạn mà vừa muốn dùng công nghệ MagSafe thì bạn cần phải có một chiếc ốp lưng tích hợp MagSafe chuyên dụng. Hôm nay Lê Sang xin giới thiệu đến các bạn một mẫu ốp lưng như này cho iPhone 15, là một mẫu ốp lưng cao cấp đến từ thương hiệu của Spigen, thương hiệu Mỹ, dòng Ultra Hybrid MagSafe. Vẫn được thừa hưởng tất cả các tính năng tốt nhất từ dòng Ultra Hybrid như thiết kế với mặt lưng trong suốt, độ nguyên màu sắc rất đẹp của iPhone 15. Mặt lưng này không bao giờ bị ố vàng, khó xước và không bị rạn nứt. Phần viền của ốp được làm từ nhựa TU mềm, giúp bạn thao tác lắp máy dễ dàng hơn, ôm chắc vào máy, sử dụng lâu dài không lo bị bay rạo hay sộc sạch. Máy và ốp ôm chắc chắn thành một khối, với thiết kế không quá dày, vừa vặn với form máy, giúp bạn sử dụng hàng ngày thoải mái cho cảm giác chân thật nhất. Về khả năng bảo vệ thì đây là một chiếc ốp lưng bảo vệ rất tốt với công nghệ chống sốc air cushion đệm kỹ ở góc, giúp điện thoại của bạn được bảo vệ an toàn bởi những va chạm mạnh hay những lúc vô tình bị rơi điện thoại. Ngoài ra, viền mặt trước cũng được làm cao hơn màn hình, giúp bảo vệ màn hình tốt hơn. Khu vực cụm cam cũng thiết kế gờ xung quanh cao hơn khá nhiều. Và công nghệ đắt giá nhất được tích hợp trong chiếc ốp này là công nghệ MagSafe. Với sạc MagSafe này sẽ giúp bạn sử dụng tích hợp với các thiết bị MagSafe đi kèm rất tiện lợi và đẳng cấp như sạc không dây hay ví của MagSafe. Sạc MagSafe năm nay được cải tiến rất nhiều trên phiên bản iPhone 15 này, như vòng MagSafe thiết kế mỏng hơn, được gia công rất tinh tế và công phu. Vòng MagSafe và bề mặt của ốp hòa vào làm một, phẳng lì, không một vết vợn. Bạn cảm nhận rõ nhất khi sờ lên cả mặt trong và mặt ngoài của ốp lưng. Thứ hai, về lực hút được nâng cấp hơn 30% so với thế hệ trước, giúp bạn dùng sạc hay ví chắc chắn hơn. Về màu sắc, hiện tại ốp chỉ khác nhau ở phần màu của vòng MagSafe và có rất nhiều màu để bạn lựa chọn sao cho phù hợp với màu máy hay phong cách và cá tính cá nhân của riêng mình, như màu trắng trung tính phù hợp với tất cả màu máy, màu gaffia màu mới của năm nay, màu carbon mạnh mẽ thể thao, hay màu vàng gold đẳng cấp và sang trọng. Sản phẩm hiện đã có hàng cho iPhone 15 và 15 Pro Max. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ qua website lesang.vn hoặc qua số hotline 02466708708. Xin cảm ơn.